Mới đây, Hoa hậu Khánh Vân đăng ảnh khoe nhẫn cưới ở ngón áp út, chụp cùng nhiếp ảnh gia Nguyễn Long. Theo nguồn tin của Tiền Phong, Nguyễn Long là chồng sắp cưới của Hoa hậu sinh năm 1995. Dạ rồi, đây là anh quản lý của em, hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 viết. Dưới phần bình luận, đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng đến Khánh Vân, sở mẫu Vũ Thu Phương, á hậu chế Nguyễn Quỳnh Châu, nhà thiết kế Nguyễn Tiến Chuyển gửi lời chúc phúc đến Hoa hậu. Trước đó, theo nguồn tin của Tiền Phong, Khánh Vân và Nguyễn Long ra mắt họ hàng hai bên vào ngày 6 tháng 12 tại nhà riêng. Sau đó, hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 tổ chức tiệc báo hỷ với nhiếp ảnh gia Nguyễn Long ngày 12 tháng 12. Thông tin Khánh Vân lên xe hoa vào tháng 12 xuất hiện sau nửa tháng cô báo tin được bạn trai cầu hôn. Lúc đó cô đăng ảnh người yêu xấu mặt kèm mô tả Yes I do. Nguồn tin của Tiền Phong cho biết chồng sắp cưới của Khánh Vân là nhiếp ảnh gia Nguyễn Long, anh đồng thời là quản lý của hoa hậu. Hai người quen biết sau khi Khánh Vân đăng quang hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Cô chính thức đồng hành cùng Nguyễn Long trong cuộc sống, công việc từ năm 2021. Nguồn tin cho biết người thân ủng hộ mối quan hệ giữa Khánh Vân và bạn trai 46 tuổi. Bạn bè thân thiết đều biết hai người đang hẹn hò trên cả mối quan hệ quản lý nghệ sĩ. Nguyễn Long sinh năm 1978, lớn hơn Khánh Vân 17 tuổi. Trước khi yêu Khánh Vân, nhiếp ảnh gia từng ly hôn và có một người con trai 11 tuổi. Nguyễn Long là nhiếp ảnh gia quen thuộc của giới showbiz, hợp tác với nhiều sao Việt. Quý vị và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe kênh Hoa Việt Nam để cập nhật những tin tức mới nhất về Hoa Việt Nam cũng như thế giới.